Trời, cái đàn gì đâu lạc nhách. Hàng chi nó cho mình là phải rồi. Có đàn được gì đâu. Hát chài. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn vợ nên em đã là yêu... vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa nhạc tung té thanh niên hòa ca. Vài ba lắc lư lưỡi thành đám cưới ô dè ô dè. Quỷ đi. Người ta đang buồn hiu buồn hắt gì á. Nát ba cái nhạc tầm lâu hết. Ai? Ai đây biểu ơi? Gì hả? Mày vừa phải thôi. Ra đây. Vô gì mày làm căng thẳng quá vậy? Mày không ra là hồi tao đập vỡ cái đàn luôn đó. Đập vỡ cái đàn của mày phải của tao là tao sợ. Mày ngồi đây. Vô gì? Mày nghĩ sao vậy? Sao mày sao? Nghĩ sao tao đang buồn hiu vậy mà đi hát ba cái bài gì vậy? Hả? Mày phá tao hả? Không ai phá mày hết trơn á. Thì mày được quyền mày đơn, thì tao được quyền tao hát. Bài mày hát, bài tao hát, không liên quan tới nhau. Hát cái gì? Sao lúc nào tao buồn, tao hẩm hiu nhất là mày cứ hát. Hát mà hát toàn cái bài nghe nỗi đau tao không là sao? Là sao? À, buồn chuyện tình cảm đúng không? Mày đâu có thức tình đâu, mày hiểu cái cảm giác của tao. Sao mày biết tao không thức tình? Mày... Sao mày biết? Ủa là sao? Tao không bị trang mày nữa. Ủa nãy giờ? Cái gì cũng bị bỏ như tao. Mày vui lắm mày sao? Tao với mày cùng cái ngộ mà vui lắm mà sao mày cười lớn vậy? Thấy khóc chung nhưng mà là vui. Sao? Bữa đó mày chỉ tao không chiêu đó. Nhắn tin tỏ tình. Cô bé đó luôn hả? Ừ. Ủa sao cô bé đó lãng mạn lắm mà. Mày kêu tao chỉ mấy chiêu lãng mạn quá trời. Lãng mạn quá trời lãng mạn luôn. Tao móc cái điện thoại ra tao nhắn. Nhắn gì? Em ơi, trời hôm nay nắng trong xanh. Chim trên cành đúng chim hót líu lo. Đúng rồi, đúng rồi. Hai chúng ta yêu nhau em nhé. Ủa, đúng y chang người tao luôn rồi. Sao? Xong cái em nhắn tin trả lời tao đàng hoàng. Sao? Bên anh trời nắng, nhưng bên đây trời mưa. Ừ. Không có chim nhưng mà có cá. Ừ. Mình chia tay nha anh. Nhờ xong luôn. Ủa gì kỳ vậy? Tao không hiểu luôn. Cái đó là mày chỉ tao, mày gài tao cho hai tao chia tay vậy? Bậy, cái đó là tao chỉ thị, cái nó có sách đàng hoàng. Sách cái gì? Mà mày còn tỏ tình. Mày còn được tỏ tình. Chứ tao là tao không có được tỏ tình. Mày sao mày kể tao nghe coi. Tao thương cô ta. Xong rồi bữa đó tao qua nhà chuẩn bị hết bông hoa này nọ. Xong vừa tới nhà, nhà bên còn nhiều hoa hơn tao nữa. Có chiếc xe hoa nữa. Có chiếc xe hoa luôn. Ừ. Vậy là lúc đó là la em đá vợ người ta. Mày mất dạ vừa phải thôi nha. Cái tao gì? Nói biết trước nha. Muốn mày quýnh trên đầu cha tao cũng được. Đừng có dùng dưới cái mỏ tao. Ủa sao kỳ vậy? Ba má tao để ra có mỏ là măng. Mày quýnh sưng mỏ thì sao nói chuyện. Trời, tao tưởng đâu ai quýnh sưng sẵn. Mày tào lao. Xin lỗi. Nó bất chúc quá. Khổ quá. Mày tại mày xây vô nỗi đau tao. Tao buồn quá. Không ai xây vô nỗi đau của mày hết trơn á. Bây giờ tao với mày cùng chung cảnh ngộ. Mình biết đối diện sự thật. Đúng không? Mà sao kỳ vậy? Lẽ tụi anh em tụi mình ế vậy hả? Sáp vô là hả? Đó giờ biết bao nhiêu đứa không có đứa nào chịu hết trơn. Mày tên gì? Tao Ngân Tịnh. Tao tên Thức. Hàng vô thức tình, hàng chi sáp vô không ai ưa hết. Đùa ở phòng kế bên nhau luôn. Ê mút mày kiếm cái phòng kế bên kiếm thằng nào tên không được không mày? Sao vậy? Không thất tình nữa. Cho đủ cho mình khỏi bị thất tình. Chứ nó dịch được lại thất tình không rồi. Mày, mày dịch tao lâu mà mày. Bởi vì tại cái tên không? Tại cái tên. Tại tên không hả? Tại cái tên. Đúng không? Tại cái tên tao mày chơi chung nhau không được. Đúng rồi, thì tao mày tách ra hả? Ê bậy mày. Sao hả? Cái đó tàu lao rồi đó. Ừ, tao mày thân nhau quá. Mày nghĩ sao vậy? Cái đó mà nó giỡn thôi chứ cái đó thực sự là gì? Là tại duyên anh em mình chưa tới. Có duyên đúng không? Mày đừng có gì ba cái chuyện tầm bậy bạ mà sức mẻ tình cảm anh em. Để ăn mừng cho sự mà thông tư tưởng về cái tên này nọ. Đúng rồi. Kỷ niệm tình bạn của mình. Đúng rồi. Bữa nay mình làm chồng hoành tráng đi. Hoành tráng luôn. Tao sẽ dắt mày đi ăn. Ăn cái gì nè? Hủ tiếu gõ. Ai trả tiền? Tao trả tiền. Ok.